Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Venue Một mẫu xe gầm cao cỡ A được lắp ráp tại Việt Nam Hôm nay là những ngày giữa tháng 10 Chính sách bán hàng dành cho mẫu xe Hyundai Venue đã có sự thay đổi Cụ thể là giảm thêm tiền mặt đôi chút cho anh em Cho cả hai phiên bản tại cơ sở Hà Nội Còn cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán vẫn ổn định Trên thị trường Hyundai Venue cạnh tranh trực tiếp với hai mẫu xe Đó là chiếc Toyota Ray cùng với chiếc Kia Sonet và trong 3 mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ A có chiếc Toyota Ray là xe nhập khẩu nguyên chiếc anh em không được hỗ trợ thuế và giá xe lăn bánh ra biển số của chiếc Toyota Ray sẽ tương đương với giá xe lăn biển số lăn bánh của chiếc Sonet bản AT khoảng tầm đó trong 3 mẫu xe trên thì giá xe lăn biển số lăn bánh của chiếc Hyundai Venue là thấp nhất đối với anh em nào đang có nhu cầu lựa chọn một mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ với tiêu chí hơn 500 triệu một chút thì mẫu xe Hyundai Venue bản tiêu chuẩn là phù hợp với anh em thời điểm này. Vì với tầm tiền hơn 500 triệu ra biển số thì không có một mẫu xe gầm cao nào có thể đáp ứng cho anh em được. Còn tầm tiền từ 550 trở lên thì anh em lại có quá nhiều sự lựa chọn, không chỉ trong phân khúc gầm cao cỡ A mà còn cả phân khúc sedan cỡ B hay là những mẫu xe khác nữa. Và quay trở lại video, phần tiếp theo em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 10 của hai phiên bản Hyundai Venue để anh em tham khảo và mời anh em cùng xem chi tiết video. Mẫu xe Hyundai Venue có hai phiên bản để anh em lựa chọn, đó là bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Xe sử dụng động cơ 1.0 turbo. Và chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe. Hiện tại bên em đang có cơ sở Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, em cập nhật chính sách bán hàng, đó là chiếc Hyundai Venue bản tiêu chuẩn. Em xin phép cập nhật qua cho anh em về thông số kỹ thuật của phiên bản tiêu chuẩn để anh em nắm được. Hyundai Venue sử dụng động cơ Kappa 1.0 turbo, kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dẫn động cầu trước cho công suất cực đại là 120 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Chủ cơ sở của xe là 2.500 mm, khoảng sáng gầm là 19,5 cm. Xe sử dụng phanh trước là đĩa, sau tăng chống, la răng đúc 16 inch. Về ngoại thất, xe sử dụng cụm đèn pha cốt dạng bóng bi halogen có tích hợp cảm biến tự động, có đèn led định vị ban ngày, gương chiếu ô bên ngoài tích hợp gập điện chỉnh điện, cụm đèn hậu dạng led. Về nội thất, xe trang bị ghế nỉ, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, hệ thống điều hòa, xe sử dụng điều hòa cơ có cửa gió điều hòa sau, xe có màn hình thông tin điện tử, xe có màn hình đa phương tiện cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh, xe được trang bị 6 loa, xe có chìa smart key tích hợp để nổ từ xa. Về hệ thống an toàn, xe trang bị camera lùi cùng với các tính năng như là chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, xe có cảm biến áp suất lốp và hai túi khí. Giá niêm yết của phiên bản này là 539 triệu chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 10 của hai cơ sở bên em như sau: cơ sở hà nội giảm thêm đôi chút tiền mặt so với thời điểm đầu tháng, giá bán hiện tại cho anh em là 483 triệu. Cơ sở thành phố hồ chí minh giá bán vẫn ổn định ở mức 485 triệu. Ngoài ra vẫn tặng anh em một gói phụ kiện cơ bản. Với giá bán này, giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em và trong video em tính là em đã tính cho anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ rồi. Anh em mua xe đăng ký biển hà nội ra biển số sẽ là 537 triệu cần trả trước 126 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 517 triệu, cần trả trước 107 triệu. Các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 512 triệu, cần trả trước 102 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 534 triệu, cần trả trước 121 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 514 triệu, cần trả trước 102 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy đồng nghĩa với việc anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe. Cụ thể đối với chiếc Hyundai Venue 1.0 Turbo bản tiêu chuẩn này, anh em vay được ngân hàng tối đa khoảng 410 triệu thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm tối thiểu 3 năm với gói vay 8 năm cùng với lãi suất ưu đãi thời điểm này khoảng 0,6 cho đến 0,7% trên một tháng thì anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 6,7 triệu là gói vay 8 năm và tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần và đến với phiên bản thứ hai phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Hyundai Venue bản 1.0 Turbo đặc biệt về thông số kỹ thuật phiên bản này có những trang thiết bị vượt trội hơn so với phiên bản tiêu chuẩn như sau xe sử dụng cụm đèn pha là dạng bóng bi led Xe có trang bị cửa sổ trời, có thanh giá nóc. Xe trang bị ghế da pha nỉ, hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa tự động. Trên vô lăng có tích hợp cầu đối control ga tự động giới hạn tốc độ. Giá niêm yết của nhà máy là 579 triệu và chính sách bán hàng thời điểm giữa tháng 10 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội giảm thêm tiền mặt so với thời điểm đầu tháng 10, giá bán hiện tại cho anh em bây giờ chỉ còn có 516 triệu thôi. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh giá bán vẫn ổn định ở mức 521 triệu. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em một gói phụ kiện cơ bản của Hyundai nữa. Với giá bán này, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật chi tiết cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 572 triệu, cần trả trước 134 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 553 triệu, cần trả trước 114 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 547 triệu, cần trả trước 108 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 572 triệu, cần trả trước 129 triệu và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 552 triệu, cần trả trước 109 triệu. Như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng, gói vay tối đa là khoảng 438 triệu, tương đương với 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa là 8 năm, thì gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,2 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Giá xe ra biển số 5 bánh của hai phiên bản Hyundai Venue em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem trên màn hình. Trong trường hợp anh em mua trả góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa đó là bảo hiểm thất vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Hai khoản này em chưa tính vào giá xe ra biển số 57 trong video đâu, anh em lưu ý giúp em. Và anh em mua trả thẳng thì hai khoản này không bắt buộc tùy nhu cầu của anh em. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản Hyundai Venue thời điểm giữa tháng 10 em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em